Bằng lái xe hạng F là gì? Quy định của pháp luật về bằng F, 1. Bằng lái xe hạng F là gì? Bằng F lái được xe gì? Bằng lái xe hạng F là loại bằng được cấp cho người đã có bằng lái xe hạng B2, C, D hoặc E để điều khiển các ô tô tương ứng kéo rơ móc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ móc và ô tô khách nối toa được quy định cụ thể như sau, bằng Facebook hai lái được các loại xe gì? bằng Facebook hai được cấp cho người điều khiển các phương tiện được quy định cho bằng lái xe B2 có kéo rơ móc và các phương tiện được quy định cho bằng B1 và B2 bao gồm ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, bao gồm cả chỗ ngồi cho người lái xe, ô tô tải, bao gồm cả ô tô tải chuyên dụng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, máy kéo kéo một rơ móc có trọng tải thiết kế dưới 3. 500 kg, ô tô chuyên dụng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Bằng fan club lái được các loại xe gì? bằng fan club được cấp cho người điều khiển các phương tiện được quy định cho bằng lái xe hạng C có kéo rơ móc và các phương tiện được quy định cho bằng B1, B2, C và Facebook 2 bao gồm ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, bao gồm cả chỗ ngồi cho người lái xe, ô tô tải, bao gồm cả ô tô tải chuyên dùng kể cả loại có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg và loại trên 3.500 kg. Máy kéo kéo một trơ móc bao gồm loại có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg và loại trên 3.500 kg, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Bằng FG lái được các loại xe gì? Bằng FG được cấp cho người điều khiển các loại xe được quy định cho bằng lái xe hạng dây kéo rơ mốc và các phương tiện quy định cho bằng B1, B2, C, D và Facebook 2 bao gồm ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe, ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, máy kéo kéo một rơ mốc kể cả loại có trọng tải thiết kế dưới 3. 500 kg và từ 3.500 kg trở lên, ô tô chuyên dụng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dụng, ô tô chuyên dụng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên. Bằng phe lái được các loại xe gì? Bằng phe được cấp cho người điều khiển các loại xe được quy định cho bằng lái xe hạng E có kéo rơ móc và được điều khiển các loại xe ô tô chở khách nối toa, các loại xe được quy định cho bằng B1, B2, C, D, E, Facebook 2 và FG bao gồm. Ô tô chở người bao gồm loại dưới 9 chỗ, từ 10 đến 30 chỗ và trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải. Kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg và trên 3.500 kg. Máy kéo kéo một trơ móc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Và trên 3.500 kg, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. 2. Quy định của pháp luật về bằng ép. Bằng lái xe hạng ép có thời hạn là 5 năm kể từ ngày cấp, để được thi bằng lái xe hạng ép người lái xe cần đáp ứng các điều kiện sau, đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi, bằng Facebook 2, đủ 21 tuổi trở lên, bằng Fan Club, đủ 24 tuổi trở lên, bằng FG, đủ 27 tuổi trở lên, bằng phe, đủ 27 tuổi trở lên, ngoài ra, Độ tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam, bằng F không thể học và thi trực tiếp mà phải thi nâng hạng từ các bằng B2, C d và e tùy vào trường hợp nâng bằng từ bằng nào lên bằng f sẽ có những điều kiện khác nhau cho người lái xe